Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng làm xe đẩy hàng. Xe này có thể đẩy hàng hoặc có thể ngồi lên lái như xe 3 bánh hoặc xe 4 bánh. Cái loại này thì nó lai giữa 3 bánh và 4 bánh bởi vì nó có 4 bánh nhưng cái hai cái bánh trước ấy, thì nó lại rất là gần nhau. Nó mục đích làm như vậy để nó tăng cái độ ổn định của xe và nó làm cho cái xe của mình khi vào những cái đường gồ ghề thì lại như xe 3 bánh đấy, và thứ hai nữa là nó tăng cái tải của bánh trước lên. Cái này cổ bi và vòng bi của nó làm rất là chắc chắn, bi đều là bi côn cả đấy. Bộ này thì mình xây dựng cấu hình là 5 đến 7 tạ, nhưng cái bộ này là 500 kg. Đối với những cái bộ 700 kg đến 1,5 tấn thì các bạn nên sử dụng bánh đặc vì bánh hơi là nó không chịu được. Thì trước tiên thì mình giới thiệu đến các bạn là một cái cây cầu này. Cái cây cầu này thì cầu tốc độ chậm. Đấy, thì phù hợp với cái việc là đi bộ hoặc là ngồi lên lái ở cái giải tốc độ khoảng 12 km/h. Đấy. Cầu thì có chiều rộng là tùy chọn, khách hàng tùy chọn có thể rộng từ 60 đến 1 m. Đường kính bánh xe là 30 cm. Động cơ thì trang bị cho các bạn là một cái dòng động cơ này là 800 đến 850 W, 48V hoặc 60V thì tùy theo khách hàng thôi. Điều khiển thì mình sẽ đưa loại tương ứng. Bánh trước thì cũng có đường kính là 30, bánh sau đường kính 35. Bánh hơi. Cái bộ này thì sạc của nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó sạc điện tử. Các bạn phù hợp với sử dụng bình Acquy 20A là rất là đẹp. Tay ga thì là tay ga có ổ khóa và báo vôn luôn. Đấy. 48V các bạn nhé. Còn nếu mà 60V thì tay ga của nó là báo điện áp. Còn đây là cái tay lái ghi đông này. Thì giới thiệu cho các bạn đây là cái dòng cổ bi của nó này. Cổ bi của nó thì sử dụng là bi côn các bạn nhé. Đấy, bi đũa côn này. Nó rất là khỏe và bền. Bánh trước cũng là bánh hơi luôn. Đấy, 350 trên 410 trừ 4 này. Hai bánh các bạn nhé. Cái vành bánh này thì lốp nó sẽ theo từng thời điểm. Đấy, có thể mình sẽ dựng theo thời điểm thì lốp nó mẫu khác, các bạn phải thông cảm vì là cái mẫu bánh này nó không phải lúc nào nó cũng như này. Mình sẽ ra những cái cấu hình rẻ hơn, phù hợp hơn để cho các bạn tham khảo. Còn đây là cái bộ này là bộ cấu hình nguyên bản của nhà sản xuất cho nên là giá thành nó tương đối cao một chút. Thì cái bộ là điều khiển đây, điều khiển là 45A này, công suất dòng điện là 45A. Đấy. Cái bộ ghi đông này thì có chiều cao từ tâm bánh trước lên đến cái phần ghi đông lái này là 1 m. Đây là 1 m nhé, từ tâm bánh này, đây là cái trục bánh trước này. Trục bánh trước thì nó sẽ bắt một bánh vào bên này và một bánh vào bên này này. Và đây là phần các bạn bắt khung xe lên đây. Cái này mình sẽ gửi cho các bạn một số cái mẫu xe ở đoạn cuối video để các bạn có thể xem và tham khảo, hoặc là mình sẽ chèn những cái hình ảnh xe vào đây cho các bạn xem. Đấy, đấy, có công tắc lùi đây. Các bạn làm cái ghế quay ở cái chỗ này thì các bạn có thể ngồi về đằng trước, về đằng sau đều được. Đấy, thì tổng thể một bộ nó là như vậy. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video test thử cái bộ trục cầu xe điện nhà xưởng này. Đây là cái số lùi các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý cái số lùi nó chỉ bằng nửa số tiến thôi, cho nên khi các bạn lắp xe lên ấy
thì các bạn lưu ý cái phần động cơ nó sẽ ở phía trước. Vì vậy thì các bạn là nếu hay đi cái chiều Lào là chiều Tiến ấy, thì các bạn đặt động cơ ở phía đấy nhé. Đấy. Cái này là đang chạy ở số chậm, nếu như các bạn cảm thấy tốc độ không ưng ấy, thì các bạn có thể bỏ cái này đi. Đấy, bỏ con ốc này ra thì nó sẽ là tốc độ tăng lên gấp đôi nhé. Đấy. Thì cái này là tùy khách hàng, nhưng mà lưu ý khi tăng lên gấp đôi thì lực kéo nó sẽ giảm đi một nửa. Đấy, thì các bạn sẽ tùy chọn nhé. Tất cả những cái sản phẩm bên mình đều test thử trước gửi cho khách hàng như thế này. À, mọi thắc mắc hay là liên hệ về giá thành hay là kỹ thuật thì các bạn liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo cho mình nhé. Bên mình thì nhiều khi đang gọi cuộc khách khác ấy, thì nó sẽ không thể nghe được nhiều cuộc, thì các bạn có thể sử dụng Zalo trao đổi hình ảnh thì nó dễ. Bên em bán rất là nhiều khách hàng cho nên là cứ phải dùng Zalo để xem khách hàng là đang mua cái sản phẩm nào rồi. Và bây giờ hỏi về vấn đề gì thì nó dễ, chứ bây giờ lại đi hỏi lại khách là anh vừa mua gì thì nó cũng rất là lâu. Và nhiều khi khách hàng thì cứ nghĩ là bên em, khách hàng thì lại nghĩ là bên em không chu đáo. Nhưng thực tình mà nói là khi bán nhiều sản phẩm ấy, thì bên em không thể nhớ được từng khách hàng một là ai đã mua những cái gì để mà tư vấn được. Thì khách hàng gửi hình ảnh cái bộ sản phẩm mình đang dùng và hỏi những cái vấn đề mà đang khúc mắc thì bên em sẽ trả lời. Chứ gọi điện thì thực sự là bên em cũng không hình dung ngay ra được là khách hàng đang hỏi về cái bộ nào. Nó rất là khó. Đồ kỹ thuật thì cứ phải hỏi đúng bộ thì mình mới trả lời, nó mới chu đáo được. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm, tin tưởng và mua sản phẩm bên em.